Xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam là vùng xanh an toàn, nhưng trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên các tổ COVID cộng đồng ở đây luôn thực hiện tốt phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, phát huy vai trò chức năng của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh. Các tổ COVID cộng đồng xã An Thới luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng chống dịch bệnh, giám sát khi phát hiện người nào có biểu hiện ho hoặc sốt thì báo ngay với trạm y tế xã để theo dõi sức khỏe, rà soát các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc cần sự giúp đỡ để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Thì từ ngày thành lập tổ COVID tới nay thì tôi làm tổ trưởng tổ COVID, giao cho tôi 50 hộ để quản lý trong cái dịch bệnh COVID-19 này. Thì tôi phân ra làm cái 4 nhóm, có nghe là nhóm quản lý khoảng 10 người. Hằng ngày thì coi như nhóm này dòm ngó canh chừng cái những người có lạ mặt tới hoặc ai ra vào để nhắc nhở họ thực hiện tốt cái chỉ thị 16. Thì trong khi này thì chúng tôi hàng tháng thì kiểm hàng ngày kiểm tra bằng điện thoại, chủ yếu là kiểm tra điện thoại, còn đi lại kiểm tra từng hộ thì hạn chế đi hơn cho nó hài hòa với bà con. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì những người cần thiết đi chợ thì có thể đi chợ giúp, cho nên bà con chấp hành cũng tốt, là hàng ngày đi chợ mua sắm đồ ăn đủ, là có người đi chợ thế cho bà con, cho nên trong cái dịch bệnh thì bà con. Nhờ quán triệt nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên và sự chủ động sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, nên thời gian qua, các tổ COVID cộng đồng trên địa bàn xã đã phát huy được vai trò hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Tổ COVID cộng đồng luôn là nhịp cầu nối giữa người dân với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương. Nhận thức được cái nguy hiểm của cái dịch bệnh, cho nên đối với mọi người đều có ý thức phòng chống, cho nên nó đem lại cái trong thời gian qua mới đem lại cái kết quả mà phòng chống dịch cụ thể của ở tổ, ở ấp, ở xã thì nó không xảy ra cái những cái trường hợp mà bệnh, nên cái đó là cái ý thức chung của người, ý thức đó là thể hiện cái là người ta đi ra đường thì nói chung là đều phải thực hiện cái đeo khẩu trang. Thông qua hoạt động của tổ COVID cộng đồng, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được truyền tải đến từng người dân. Chính sự gần gũi sát sao địa bàn của tổ đã góp phần quan trọng cùng với các ngành đoàn thể xã thực hiện đạt hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội. Hiệu quả cái hoạt động của cái tổ COVID cộng đồng này nhìn chung thì phải nói là rất hiệu quả. Ở đây là một cái cầu nối để giúp sức cho cái ban chỉ đạo xã thực hiện trong vấn đề quản lý người từ các cái địa phương khác đến, rồi quản lý địa bàn, người ra vào địa bàn, rồi quản lý về cách ly y tế tại nhà đối với những người cố định cách ly. Ở đó là nhìn chung thì cái hoạt động của các cái tổ COVID cộng đồng phải nói là rất hiệu quả. Có thể khẳng định, tổ COVID cộng đồng là chỗ dựa vững chắc của bà con ở cơ sở, là cánh tay nối dài của chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã trong quá trình xanh hóa địa bàn và giữ vững vùng xanh, đẩy lùi đại dịch.